just to mention my name, some fans or many of the players in Picoma for me. Nên thay để đó là cầu thủ chúng tôi có tên. Because since I'm here my first day, I'm trying to help every day. Little bit something Vietnamese football, Vietnamese player. Khi mà tôi ở đây tôi làm việc, tôi cố gắng giúp đỡ những cái gì mà tôi có thể, cho dù là nhỏ nhất từ cấp câu lạc bộ để mà giúp cho người Việt Nam. I'm trying my best every day. Tôi đã cố gắng hết cái bản thân của chúng tôi, của tôi hàng ngày. But this is something that is only hypothetical because nobody spoke to me. Bởi vì là cái này thì thực chất là các bạn có thể nghe trên thông tin thôi, chứ còn thực chất là tôi cũng chưa thấy ai nói với tôi hay là trực tiếp nói với tôi cái vấn đề này. So what I want actually doesn't matter. Không biết là tôi muốn cái gì, tôi cũng chưa trả lời về vấn đề này. What matters is that I am. Không nói về giỏi nào vấn đề quan điểm. And actually, I not only support Vietnamese football and Vietnamese players, but I also support local Vietnamese coaches. Bởi vì là tôi không phải là tôi cũng là giúp ngoài là vấn đề là để giúp đỡ tất cả mọi. Thứ nhất là vấn đề thứ hai là cầu thủ nội. Not every foreign coach is good coach. Không phải là cứ phải là huấn luyện viên ngoại phải tốt đâu. We have many good Vietnamese local coaches. Hiện tại bây giờ có những người trẻ cũng nhìn thấy là Việt Nam đã có rất nhiều huấn luyện viên nội tốt này. I'll tell one of them to put their work to not to make mistake with the name, but for example, Kai Phong coach. Ví dụ như thế này, tôi không nói là tên huấn luyện viên nha. Tôi nói không nói tên huấn luyện viên, mà tôi nói là một là huấn luyện viên của đội khác. Victor coach. Hai là huấn luyện viên của đội khác. Vin Jong coach. Ba là huấn luyện viên của đội Bình Dương. Nam Vinh coach. Thứ tư là huấn luyện viên của đội Nam Định. Forward coach Cao Hoa, Huế Giang. Khánh Hòa, huấn luyện viên Khánh Hòa nhưng mà không phải là Khánh Hòa chỉ là cái ở hiện tại bây giờ nhưng mà để trở lại đó là cái current Gia Lai coach also. Ngay cả huấn luyện viên của Gia Lai hiện tại bây giờ. You get many good local Vietnamese coaches that you need to respect more. Đấy chính là rất nhiều rất nhiều lớp tốt và chúng ta nên tôn trọng nhiều. I think they deserve chance. Và ông ấy nghĩ rằng xứng đáng để có cơ hội. And for sure, for me, they will be better than some foreign coach who come from second division or second level. Thì đương nhiên rồi, với cái này đồng ý, họ sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà các huấn luyện viên ngoại khác họ đến từ hạng 2 hay hạng 3. But this is my opinion. Đó là cái ý kiến riêng của ông ấy thôi. I wish they would do good. Về cá nhân của ông ấy là ông hy vọng là to improve bóng đá Việt Nam sẽ cải thiện tốt hơn rất nhiều. I keep my opinion that for me is the best in Southeast Asia. Bởi vì là ông ấy vẫn giữ quan điểm riêng của ông ấy thôi. But actually, the biggest problem is not the coach of the national team. Không phải là vấn đề lớn về huấn luyện viên của đội tuyển. There are many problems that are hard to handle. Đấy, bởi vì là có rất nhiều về vấn đề phía sau lưng. But the only one thing I can tell you that nobody contact. Đấy, đã cả một lần nữa, không ai liên hệ, không ai liên hệ. Tôi không thể. I cannot comment nothing about it. Chính vì do tôi không thể giải thích được nói thêm về vấn đề này. It's insane.